người ta thường nói ông trời sẽ không lấy hết của ai tất cả ấy, thế mà lại đối xử bất công với các anh đẹp trai F4 nhà ta, bởi vì ông đã lấy đi sự nghèo khổ nhưng bù lại cho các anh sự đẹp trai. Ở một ngôi trường đại học danh tiếng của những người thuộc tầng lớp thượng lưu đang theo học, hội F4 nổi tiếng là các chàng trai không có gì ngoài nhan sắc và tiền bạc. Với châm ngôn sân khấu này là của bố mày, sự ngông cuồng của F4 được đẩy lên một level mà không ai có thể chạm tới được. Thế nhưng giữa sự quậy phá đó có một cô gái với cái tên Goza, dám đứng lên chống lại họ. Sự khác biệt của Goza không những khiến tất cả các chàng trai phải ngạc nhiên mà còn khiến tham, chùm nhóm F4 phải theo đuổi cô. Tuy nhiên Goza lại phải lòng một thành viên khác trong nhóm là Zen vì sự ân cần, dịu dàng của anh. Nhưng chớ trêu thay, anh đã có tình cảm với Thanh Mai thời thơ ấu của mình. Dần dần những chuyện xảy ra ở trong trường đã khiến tham thay đổi bản thân. Liệu sự thay đổi đó có khiến Goza thay đổi cái nhìn khác về anh? Hãy cùng theo dõi tập phim ngôn tình ngọt lịm ngày hôm nay ngay nhé! Trong ngôi trường quý sơ tộc này có một trò chơi mang tính sinh tồn, hơi bị cao đứng đầu là nhóm quyền lực nhất trường. Ai đắc tội với họ thì thẻ đỏ sẽ xuất hiện trong tủ đồ của người đó. Điều này có nghĩa rằng, người khác muốn làm gì người này cũng được nhưng cấm làm lớn chuyện. Sau khi chơi đùa con mồi chán, chê điểm cuối cùng sẽ là tòa nhà bỏ hoang, nơi duy nhất không có camera giám sát. Ở đó mọi người tự hiểu là cấm điện thoại, cấm quay chụp, có thể làm tất cả mọi thứ trước mặt bốn anh chàng F4 đó. Anh chàng này chính là Uông Minh Thắng, ý lộn là Tham, thủ lĩnh quyền lực hội F4, là cậu ấm ngậm thìa kim cương và là người thừa kế của một tập đoàn bất động sản lớn nhất Thái Lan. Nhìn xa thì thấy diện mạo điển trai, lại gần thì sặc mùi tiền, học giỏi, chơi thể thao tốt, quan trọng là khối tài sản kếch xù khiến bao cô đổ đứ đừ. Thành viên thứ hai là MJ, cậu trai với vẻ ngoài ăn chơi ngầu đét, lạnh lùng, là chủ sở hữu của những địa điểm kinh doanh giải trí và sự kiện lớn nhất cả nước. Tiếp đó là Kevin, người thừa kế dòng họ lâu đời nhất cả nước. Các thành viên trong gia đình đều là quan chức cấp cao đảm nhận hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan. Người cuối cùng là Zen, người thừa kế hệ thống y tế số 1 cả nước, đẹp trai, ít nói, bình tĩnh, toát lên vẻ đầy bí ẩn. Nói chung là cả bốn đều 10 phân vẹn 10, hoàn hảo đến từng chi tiết. Nạn nhân hôm nay là một cậu trai vì thu chứng cứ chống lại thứ trò chơi sinh tồn ấy mà trở thành con mồi tiếp theo. Tuy là bị biến thành con người có máu mặt nhưng tinh thần của thanh niên không hề giảm. 10 điểm cho cậu chỉ là không thay đổi được cái kết của kẻ dám chống đối. Goza chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối vì quá bức bối cũng như căm ghét xã hội này nên chạy một mạch lên sân thượng hét lên giải tỏa cảm xúc. Goza là một cô gái thuộc tầng lớp thấp vì nhận được học bổng mới có một slot vào trường. Với người khác F4 tuyệt cả là vời đến đâu thì trong mắt Goza họ chỉ là nguồn cơn của vấn đề bắt nạt xảy ra trong trường. Cũng bất lực muốn nghỉ học lắm nhưng gia đình không cho phép vì với bố mẹ cô vào được trường là cả một vấn đề. Hơn hết là mẹ Goza vẫn một niềm tin không lung lay rằng cô sẽ gặp một soái ca giàu có rồi hẹn hò với thiếu gia con nhà tỷ phú. Động lực duy nhất khiến Goza có thêm hứng thú theo học chính là chị Misa, người khơi nguồn cảm hứng cho cô rất nhiều. Goza gần đây có quen một cô bạn tên Hana, người bạn thân duy nhất có cùng châm ngôn lặng lẽ sống sao cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng đời không như là mơ, ai ngờ được một ngày sóng gió nó ập xuống, Hana vô tình làm đổ thức ăn lên giày của Tham. Mặc kệ Hana có khóc lóc cầu xin như thế nào, anh vẫn theo quy tắc cũ gợi ý muốn cô liếm sạch vết bẩn. Goza đã tĩnh tâm niệm thần chú không sân si cho đời bớt khổ, nhưng thật sự cô không chịu được mà đập mạnh tay xuống bàn. Tạo một chút hiệu ứng thôi, chứ đứng trước mặt Tham thiếu ra đâu ai dám thẳng lưng ưỡn ngực, cô chỉ muốn nói là xin anh tha cho bạn mình vì cô ấy không cố ý. Goza cũng tự động hiểu được cái kết của hành động đó, chính là chiếc thẻ đỏ xuất hiện trong tủ đồ của mình vì đó là điều không thể thoát khỏi. Việc đầu tiên Goza làm chính là trốn xuống phòng y tế nhưng chạy đâu cho khỏi mưa rào. Thấy có một nhóm người bắt đầu trò chơi, Goza bấm nút lượn trốn ra sân thể dục nhưng vẫn không thoát khỏi việc trở thành mục tiêu trêu chọc. Goza theo thói quen chạy lên sân thượng hét to lên, ai ngờ lại gặp Zen ở đó, cô muốn rời đi thì bị anh kéo tay bịt miệng lại. Hóa ra Zen đang giúp cô thoát khỏi sự tìm kiếm của một nhóm nữ sinh. Anh nói với Goza nếu muốn tìm một nơi để trốn thì chỗ này cũng không tệ. Goza nằm vùng trên sân thượng tới tối mịt mới mạnh dạn xuống lấy đồ. Cô mới ngóc đầu ra đã bị một nhóm nam sinh túm lấy lôi vào nhà kho, để lên vlog lột đồ. Đến sớm đến muộn không bằng đến kịp lúc, một lần nữa nam thần Zen lại xuất hiện giải vây cho cô. Nhìn con bé khóc đến thảm thiết vì biết rằng mình sẽ không yên nếu nhóm người vẫn còn ở ngoài đó, Zen lại giúp cô bằng cách tác động một chút vào đường ống dẫn nước để đuổi đám bên ngoài. Chính sự ga lăng ngọt ngào ấy đã khiến con tim bé nhỏ tưởng chừng không thể ưa nổi nhóm F4 đã lóe lên một chút rung động. Goza đối mặt với việc trở thành con mồi bị bắt nạt thật sự chỉ muốn ở một mình, mà đến cái khóa cửa cũng phản bội cô. Goza nói với mẹ muốn chuyển tới một ngôi trường bình thường, nhưng mẹ không đồng ý, ngược lại còn động viên an ủi cô tiếp tục vì mục tiêu lấy chồng giàu. Tuy là có hơi giận mẹ nhưng cũng không được lâu vì món quà mà mẹ cô dùng tiết kiệm mua tặng Goza một đôi giày. Bố luôn là người xoa dịu mỗi khi Goza và mẹ xảy ra xích mích, luôn an ủi Goza để cô có thể cảm thấy được quan tâm nhất. Có được tình yêu thương của cả nhà là điều động viên lớn nhất giúp Goza
có thể tiếp tục chịu đựng và mạnh mẽ hơn. Hôm sau, cô đi đôi giày mới lấy hết can đảm mở tủ, hú hồn hú vía chiếc thẻ đỏ đã không còn ở đó nhưng cuộc chơi vẫn chưa dừng lại. Một chiếc giày của Goza bị đá văng đi, cô đuổi theo để lấy lại lập tức bị dẫn đến tòa nhà bỏ hoang. Tham chặn đầu nhặt chiếc giày lên nhìn thì rất giống như trả cho Goza, nhưng khi cô với tay nhận lấy anh lại chê chiếc giày là rác. Nói rồi anh rút con dao dọc giấy ra rạch một đường sau đó là thẳng tay ném vào thùng rác, Goza bật khóc mặc kệ anh ta mà nhặt chiếc giày lên xỏ vào chân. Tham trông thấy thế lại xách thân qua cả khịa, sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Goza thẳng chân đạp anh ngã sấp mặt, chưa hết cô còn hét thẳng vào mặt Tham tuyên chiến từ nay mình sẽ đấu, và không bao giờ chịu thua anh. Hành động này của cô khiến mấy cô em thích thú lôi điện thoại ra quay, rồi đăng lên khắp Facebook, view cứ phải gọi là tăng vèo. Goza bị ăn chửi nhiều đếm không nổi, nhưng cũng có khá nhiều người ủng hộ đứng về phía cô làm MJ, cũng hơi lo lắng không biết Tham sẽ xử lý vụ này như thế nào. Các bạn nghĩ cậu ấm nhà ta sẽ bắt cóc mần gan xẻo thịt cô gái ấy sao? Không hề, anh đầu tư cả chục triệu bạt độ Goza, thành một nàng tiểu thư đẹp nghiêng thùng đổ nước. Tham làm tất cả là vì muốn cô phải quay cờ nhíp xin lỗi anh đổi lại cô, sẽ sở hữu tất cả những thứ đang đeo trên người và một con xế ngon. Là một người thấm nhuần tư tưởng không ai cho không ai thứ gì, Goza thẳng thắn từ chối kèo này. Hai người giằng co nhau một hồi rồi Goza bấm nút té. Khổ nỗi cái chỗ này khủng quá, chạy đường nào cũng chẳng thấy đường ra. Hai người cứ thế mà lao vào nhau cho đến khi chị mẹ của Tham xuất hiện. Goza bị tống cổ ra khỏi nhà một cách không thương tiếc, chiếc chìa khóa rơi ra làm Goza hoang mang không biết mình chống lại F4 liệu có sai hay không. Nhưng dù nó có đúng thì cô vẫn phải đi học, vẫn phải đối mặt với đủ trò của đám bạn hòng ép cô phải thôi học. Mỗi lần như thế, Goza sẽ lại lên sân thượng hét cho đã cái nư, và đương nhiên Zen vẫn sẽ ở đó vì anh thường hay lên đây vẽ tranh, nói chung là chỉ ứng mỗi anh. Tối hôm đó, Hana đến tìm cô để xin lỗi vì đã làm ngơ khi được Goza giúp, thật ra thì cô cũng không giận cho lắm, chí ít thì vẫn có Hana im lặng ủng hộ mình. Trong lúc đó, ở chỗ Tham, đám bạn đang khuyên anh nên dừng lại vụ thẻ đỏ thì hơn vì kiểu gì nó cũng sẽ bung bét cả ra. Hơn nữa, để chị anh biết được vụ anh bắt cóc người lạ thì chỉ có nước vào hòm. Nghe chúng nó nói thấy mà tức nên Tham cóc thèm ở lại, xách mông đi tìm Zen. Uchucha ai ngờ đâu lại bắt gặp cảnh cô nàng Goza tới bắt chuyện với anh, lại còn có một vài động tác hơi bị ngọt ngào giữa hai người, từ lau khóe môi cho tới xoa đầu làm Tham có chút gì đấy rất khó chịu. Hôm sau lên lớp, chiếc thẻ đỏ lại xuất hiện trong tủ đồ của Hana. Vẫn theo quy tắc cũ, cô bị lôi đến căn nhà bỏ hoang, tàn khốc hơn là đối mặt với nguy cơ không phải gội đầu trong một thời gian dài. Giây phút nghìn cân treo sợi lông chân, Goza chạy đến kịp ngăn cậu ta lại, Tham từ từ bước tới đưa chiếc máy cho cô đính kèm thông điệp, hoặc là chịu thua hoặc là tự cạo đầu mình, anh sẽ tha cho Hana. Đứng trước sức ép từ nhiều phía, Goza khịa Tham một câu rồi cầm chiếc máy chuẩn bị xuống tóc, đúng khúc này Zen lên tiếng, nhờ thế mà cứu được cả Goza và Hana. Thường thì sóng gió đi qua biển sẽ lặng nhưng đột nhiên ba cô bạn trước đây, trêu chọc Goza tự dưng lại xin lỗi làm con bé có hơi không quen. Họ nói rằng mình hùa theo đám đông vì không muốn động vào F4, nhưng chính vì hành động hôm qua của Goza khiến mấy đứa thật sự coi cô như một anh hùng của team anti F4. Mấy đứa rủ Goza ngày mai đi dự party chào mừng chị Misa về nước, nhưng cô có hơi phân vân vì sợ không có đồ mặc. Biết được điều đó, bố mẹ và cả em trai Goza giúp cô sửa soạn lên đồ. Lần này mẹ không muốn ép Goza sẽ lấy chồng giàu nữa, chỉ cần gặp được một hoàng tử tốt bụng là được rồi. Ở một diễn biến khác, hội F4 sói ca đang đứng chờ Misa ở sân bay. Vừa thấy cô đi ra, Zen đã chạy tới ôm lấy tình thương mến thương. Không nói cũng biết chắc chắn cờ rút của Zen là cô chứ không ai khác. Quay về chỗ bữa tiệc, Goza tới nơi mới biết được thật ra mình lại bị biến thành trò hề, chỉ là muốn rút cũng không nổi nữa. Goza bỏ ra đứng một mình rồi đám vịt rời vẫn không buông tha bám dai như đìa, nhắc nhẹ cô đừng có mà tơ tưởng đến Zen. Đúng lúc anh và Misa đi tới. Họ là Thanh Mai Trúc Mã, được mọi người đẩy thuyền nhiệt tình, trông họ cũng rất là thân thiết trời sinh một cặp. Cứ nghĩ cô đơn lẻ bóng thì Zen và Misa bước tới đưa cho Goza chiếc khăn để lau vết bẩn. Misa nhìn cái lũ vịt rời ngứa mắt, nên cầm lấy chai rượu cố tình xốc nó lên hất thẳng vào họ, làm cả ba ngã lăn xuống hồ. Sau đó cô đỡ lấy Goza lên phòng của mình. Zen vẫn thường hay nhắc về Goza với cô. Đây cũng là lần đầu tiên Misa thấy thằng nhỏ nhắc tới con gái. Cô cũng đã xem chiếc video Tham bị ăn đá, thật sự nó rất ngầu vì trước giờ chưa có ai dám đứng lên chống lại F4. Chính vì tinh thần đó của Goza khiến Misa cảm thấy cô cũng muốn làm điều gì đó điên khùng. Vậy nên Misa vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt Goza như lúc cô đấu với Tham thêm nhiều lần nữa. Nói rồi Misa đưa cho Goza một đôi giày và một bộ cánh xinh đẹp. Khoảnh khắc Goza theo Misa bước xuống, nó đẹp lồng lộn xinh không tì vết. Zen mới chỉ chìa tay ra với Goza đã bị Tham từ đâu nhào tới xanh chín một trận. Goza thấy hai anh như thế không nghĩ nhiều mà chạy đến can hai người, lỡ ngỡ thế nào lại mất đà đè luôn Tham ra đất, môi chạm nhẹ môi, mất luôn nụ hôn đầu của cả hai rồi ông giáo ạ. Sau sự cố mất tờ dinh môi, không chỉ Goza đầu óc quay cuồng nghĩ về nó mà cả Tham cũng như con ngáo ngơ tự cười một mình vì cho rằng Goza cố tình hôn anh.
còn Gen và Tham thì vẫn giận nhau chưa ai chịu xuống nước xin lỗi trước. Đây là lần đầu tiên Goza thấy Tem F4 cãi căng đét, nên định lấy khăn tay qua trả cho Gen luôn tiện xin lỗi, mà chạy lên sân thượng chẳng thấy anh ở đó. Gặp MJ và Kevin mới biết nay anh ta quốc học đang ở nhà Misa, hai thanh niên còn ghẹo cô nàng nên nghĩ kỹ hãy đến đó, tìm cẩn thận lại trông thấy cảnh đau tim. Nghĩ lên nghĩ xuống, Goza vẫn chốt đi tới tìm. Lúc chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không thì trời đổ mưa, Gen và chị Misa đang cãi nhau. Nghe phong phanh thì là Misa, quyết định sống ở Pháp theo đuổi ước mơ và Gen không chấp nhận được điều đó. Cô muốn từ bỏ cuộc sống của một tiểu thư kiêm người mẫu danh giá, để trở thành một luật sư mặc dù gia đình phản đối. Tin tức này vừa được công bố độ hot của nó đã vượt mức kiểm soát, hội chị em lại sục sôi vì nghĩ rằng đây là cơ hội tốt tấn công để làm nửa kia của Gen soái ca. Goza cũng cảm thấy vừa hụt hẫng mà vừa vui một chút, cô thẫn thờ lên xe buýt đi học thì bất thình lình Tham từ đâu chui ra, hai đứa vừa gặp đã đấu khẩu một trận. Tham sẽ không nói là vì muốn ở riêng với Goza, mà anh mua luôn cả con xe buýt này đâu. Đến hôm nay Goza mới nhận ra ngoài là một kẻ có tiền hư hỏng, Tham còn là chiến thần chơi sai chữ, ông Hoàng nói sai từ, quái vật văn học. Hai anh chị gây nhau một hồi lâu tác động cả vật lý lên nhau, vì Goza muốn xuống xe, rằng có mãi bác sĩ mới dừng lại. Goza dùng hết sức bình sinh chạy đi thì một bàn tay giữ cô lại, đôi chân dài đạp một cái Tham ngã nhào ra đất. Cô ấy là bà chị gái quyền lực Tia mà Tham 7 phần kính 3 phần sợ, vì nghĩ thằng em ghẹo gái nên Tia dẫn Goza lên xe của mình, để đưa cô tới trường, coi như là thay thằng em nói câu xin lỗi. Sau đó cô lôi thằng em lên con xe buýt nói, cho ra ngô ra khoai từ chuyện cậu làm ở trường cho tới vụ cái thẻ đỏ. Lần này về nước ngoài chuyện để thăm tham gia, cô còn có một việc quan trọng hơn, đó là lo cho sự kiện mở rộng kinh doanh của gia tộc, đồng nghĩa với việc đã đến lúc Tham phải trưởng thành lên, chuẩn bị gánh cơ ngơi của gia đình. Hôm sau, Goza vẫn lên sân thượng với hy vọng sẽ gặp được Gen, cứ nghĩ lại thất vọng thì cô trông thấy anh ở phía bên kia. Anh vẫn còn trưng bộ mặt của kẻ thất tình về chuyện của Misa, Goza trông anh cũng tội mà thôi cứ kệ. Sau đó Gen đưa cô tới gặp Misa vì chị ấy có quà muốn tặng Goza. Nhìn thấy những bức ảnh chụp chung của hai người, lại nhớ tới khuôn mặt Gen buồn rười rượi, Goza bắt đầu đấu tranh tư tưởng rồi quay ra xin Misa đừng đi Pháp. Đúng là cô có một chút rung động với Gen, nhưng cô biết người trong lòng anh chỉ có Misa thôi. Goza xuống cả gối chỉ mong chị sẽ thay đổi quyết định. Cho dù Goza có nói như thế nào, Misa vẫn không lung lay. Đổi lại, cô có thể thấy được sự mạnh mẽ trong tính cách của Goza. Cô tin rằng sau này Goza chắc chắn sẽ thay đổi được điều gì đó. Gen đứng ngoài nghe hết đầu đuôi cuộc trò chuyện của hai người. Anh nhất thời không kiềm được cảm xúc nên đã mắng Goza một trận vì cho rằng cô đang xen vào chuyện người khác. Goza cũng đâu có đứng im để nghe. Cô bật lại Gen như tép nhảy, phổ cập cho anh một tràng cho thông não ra. Ít ra thì vẫn nên nói ra tình cảm với Misa, chứ ai đời lại ôm vẻ mặt của kẻ si tình. Cứ thế đến ngày bay, bộ ba tới tiễn Misa mà chẳng thấy Gen đâu. Goza cũng chạy vội tới để chào chị một câu. Misa vào trong rồi Gen mới tới. Đừng nhìn anh đến muộn mà nghĩ anh không làm gì. Hộ chiếu đã lên nòng, Gen chơi lớn theo Misa qua Pháp để cảm ơn Goza đã giúp mình nổi máu chiến đấu. Gen tặng cô một cái hôn chán ngọt lịm. Nhìn mặt ai kia là đủ hiểu hơi có mùi giấm chua rồi đấy. Nhưng mà tính sau, Tham cứ phải mắng cho Gen trước cho chừa cái thói chuyện quan trọng mà không chịu bàn trước với anh em. Tình hình là chuyện cũ mình bỏ qua. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tham chịu mở mồm ra xin lỗi trước vì không thể tin nổi, nên hai đứa kia chọc anh vào câu ấy vậy mà bị đuổi chạy té khói. Và rồi chuyến bay mang số hiệu theo đuổi cờ rút của Gen cất cánh đi về nơi có nắng, bỏ lại đám bạn tự xử phần còn lại. Tối về đến nhà, Tham đang chăm hoàng thượng thì Tia ném quyển tin tức vào mặt cậu. Sắp tới cả chị và mẹ sẽ không ở nhà nên Tia bật tín hiệu ủng hộ việc Tham đi cua cờ rút. Cô biết mẹ sẽ khó đồng ý cô bé này, nhưng chỉ cần là gu Tham thì cô vẫn đẩy thuyền hết mình. Nể tình lắm Tia mới san sẻ cho vài bí quyết, còn áp dụng thành công hay không là do nhân phẩm của cậu. Đón lấy thông điệp từ bà chị, Tham bỏ qua luôn bước nhắn tin xin số mà rủ luôn đi hẹn hò. Thời gian địa điểm đã có, nhưng mà sao tôi thấy kèo này giống ra lệnh hơn. Mà thôi, người có tiền nó hay như thế lắm. Goza nghe xong đần người luôn nhưng cô mặc kệ lời hẹn của anh ta, thản nhiên cùng Canning đi mua sắm. Sukarna trời lại đổ mưa, trong đầu Goza cứ nghĩ cho Tham leo cây, cũng có hơi quá đáng nên cô lại chạy đến chỗ hẹn. Không ngờ Tham vẫn đứng dầm mưa ướt như chuột lột chờ cô. Cuộc đời anh chưa từng chờ ai như thế này nên nổi đóa lên. Goza cũng đâu có chịu nghe anh cái trực tiếp cãi tay đôi, xong cái hai đứa nó lao vào túm đầu túm cổ nhau giữa trời đông cô đơn. Vì Tham đứng ăn vạ nên Goza miễn cưỡng đãi anh chầu này, nói chung là hai người cũng có một buổi tạm gọi là hẹn hò đúng nghĩa. Vòng cuối cùng Tham thấy có vụ cặp đôi uyên ương gì đó trên tờ rơi, nghe hay tai nên hí hửng đi thử, cho tới khi biết nó là vòng đu quay khổng lồ, mặt thanh niên lập tức tái mét. Goza biết thừa nên kích điểu anh vài câu, cay quá nên Tham chốt chơi và cái kết bị chị Huệ gọi tên không trượt phát nào. Để dỗ anh, Goza mạnh dạn bao bữa tối nhưng Tham cứ đòi chui vào quán lắc sơ gì, nên cô phải kéo anh ra cầu thang họp kín đổi địa điểm.
Sukarna thế nào cửa bị kẹt mở không được, Goza dùng hết sức bình sinh kêu cứu mà không có ai, điện thoại thì hết pin, đã thế Tham lên cơn sốt mặt trắng như cắt. Cũng may Goza còn có viên hạ sốt đưa cho anh, Tham công tử đáp câu xanh dờn không phải thuốc bác sĩ kê không uống. Cứ phải để cô dùng biện pháp mạnh đè đầu cưỡi cổ bón từng chút, rồi còn bonus thêm dịch vụ lau người miễn phí. Hiếm khi thấy hai anh chị ngồi tâm sự nhẹ nhàng với nhau như lúc này, họ kể cho nhau nghe về gia đình anh chị em của mình. Được đà lấn tới, Goza nhắc về vụ thẻ đỏ nói vu vơ thôi ấy, thế mà Tham đồng ý hủy trò chơi đó thật. Hai đứa bị kẹt hết một đêm tới tận sáng mới có người mở cửa cho, Tham đưa Goza về tận cửa rồi nhà ai nấy về. Cứ nghĩ bị ăn mắng ai dè bố mẹ tặng cho quả giấy nợ bất ngờ hơn, tiền trong thẻ còn đúng 2.000 bạt, bất đắc dĩ Goza, chỉ có thể vác cái thân tới năn nỉ ôi anh chùm thư giúp mình. Anh chùm gợi ý cho Goza một công việc nhẹ lương cao. Ngồi chơi sơi nước vẫn ra tiền, công nhận là việc nhẹ nhưng hơi áp lực. Goza đã định tịnh tâm rồi mà Sugar Daddy cứ nhào tới. Theo phản xạ tự nhiên, cô thượng cẳng chân phang lão tơi tả, từ bỏ lập nghiệp tìm việc khác. Hôm sau lên trường, tiếng chuông điện thoại của mọi người dọa Goza hú vía. Mà đúng lúc cái điện thoại của cô lại bị sập đen ngòm. Hana đưa Goza xem chiếc cờ nhíp của cô và Tham hôm qua hẹn hò. Cô đang cố giải thích không phải như mọi người nghĩ, thì Tham đi tới tuyên bố thẻ đào của Goza bị hủy bỏ, từ nay không được ai gây sự với Goza nữa. Lập tức drama nổi lên như cồn, người kéo nhau tới nhà rút điện thoại, livestream quay video các kiểu con đà điểu. Goza có chớt cũng kéo Hana đi theo, lúc đầu thấy con bé hốt tất liệt quá, Kevin mới làm công tác tư tưởng trấn an tinh thần. Vào chuyện chính, mọi người đều muốn biết chuyện hẹn hò là như thế nào mà Tham cứ nói câu nào là gây hiểu lầm câu đấy làm trí tưởng tượng của dàn trai đẹp bay thêm nhiều nốt. Bất lực toàn tập, Goza kéo Hana đi học mặc kệ đàn trai muốn nghĩ như nào cũng được. MJ và Kevin chỉ muốn nói với thằng bạn mình rằng nếu như chơi đùa thì hai anh không cản, còn nếu nghiêm túc thì phải suy nghĩ kỹ. Bởi vì giữa một người phải làm đủ nghề kiếm sống và một người là cậu ấm ngậm thìa vàng, thì chắc chắn mẹ Tham sẽ chẳng đời nào đồng ý. Dẫu biết là thế, Tham vẫn muốn thử. Nói là làm, tới tối, Tham vác xác tìm đến nhà Goza tìm cô. Bố Goza xù lông thả chó tiễn khách nhưng khi biết người trước mặt là tỷ phú trẻ, thì sốc không nói nên lời, nhiệt tình mời gọi anh một bữa lẩu hành tá tràng. Cứ nghĩ sẽ không vừa miệng mà nhìn anh ăn ngon không tưởng, không khí gia đình nhà Goza cũng khiến Tham bật cười. Miếng thịt cuối cùng, cả nhà chơi trò miếng ăn miếng nhục, mọi người sẽ phải kể một câu chuyện buồn của bản thân, ai buồn nhất sẽ được ăn nó. Tham cũng được góp phần, anh không biết mình có chuyện gì buồn không vì cuộc đời anh sướng bỏ xử, nhưng đây là bữa ăn rất tuyệt vời với Tham. Ở nhà anh không ai nói chuyện trên bàn ăn, không cười nói, thịt thả các thứ tràn đầy nhưng chưa từng ăn miếng thịt đặc biệt như thế này. Cuối cùng Goza lấy miếng thịt chia nhỏ ra mỗi người đều có phần, nhỏ nhưng mà vui, mang tính chữa lành vết thương. Trong lúc đó, Kevin và MJ tới tìm Canning để ngâm cứu về chuyện giữa Tham và Goza. Họ muốn cô ngăn Goza lại vì sợ sẽ gặp phải rắc rối, sẽ tổn thương vì cuộc sống giữa hai người đó hoàn toàn khác nhau. Canning hiểu ý của hai anh nhưng cách nói của họ làm cô hơi khó chịu. Cô chuyển lại số tiền về bữa ăn hôm nay, cô tin Goza cho dù con bạn mình chọn đường nào đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Quay lại chỗ đôi bạn trẻ, ăn no rồi Goza tiễn Tham về, mục đích chính của anh là đem thuốc tới. Thấy chiếc khăn tay của Jen rơi ra từ túi Goza, Tham vừa dán miếng hạ sốt vừa kể cho Goza nghe chuyện tình bạn của hai anh. Mải chọc ngoáy xô đẩy nhau làm cái cổng tuột ốc rụng rời, cũng may Tham kéo người đẹp ngả vào lòng mình. Học ăn học nói học đâu thói động chạm xong ngại ngùng, khuya rồi nên nhà ai nấy về. Hôm sau lên trường, sóng gió lại ập đến, ảnh của Goza hôm làm ở quán rượu bị lách ra ngoài dán đầy khắp bảng tin. Tham có một chút hụt hẫng nhưng anh lại không chịu nghe Goza giải thích lấy một lời, nói giận là giận trực tiếp bỏ đi luôn. Vì muốn điều tra xem con nhỏ nào dám chụp ảnh tạo sóng gió cho mình, Goza lại đến chỗ quán bar đó nhưng vì không phải thành viên nên không được vào. Tình cờ thế nào Kevin cũng tới đó vì có cùng mục đích, anh nói hai đứa chỗ này không dành cho trẻ nhỏ rồi một mình vào trong. Anh chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi mà cái đám này cứ đòi phải đi đường quyền, hôm nay gặp phải Uống Minh Thắng, anh thì coi như số các chú đen hơn con cờ hó mực. Anh chủ nghe nói có người đến quậy phá nên hỏi thăm, ai mà ngờ người đó lại là cậu chủ nhà mình, chạy xuống tới nơi thì đám đàn em đã rụng như sung dưới chân Kevin. Tính anh không thích lòng vòng, nên đi thẳng vào vấn đề lộ ảnh của Goza làm ảnh hưởng đến bạn của anh. Ở một diễn biến khác, Tham bị sầu đời nên mượn rượu giải sầu. Bỗng Hana trong bộ cánh đỏ rực lửa đi tới, lén bỏ thuốc vào rượu rồi gạ Tham nhấc cạn. Em dây trông thấy từ đầu đến cuối mà nháy cái đã chẳng thấy hai người họ đâu nữa. Cô ả đưa anh tới khách sạn, mượn điện thoại làm một số chuyện đen tối. Trong lúc đó, Goza lên lớp lại bị bắt nạt. Mới đầu chỉ có một mình con nhỏ đanh đá làm vì hô hào không ai dám làm theo. Cô ta lập tức lấy điện thoại nhắn tin xin phép Tham mà lúc này, điện thoại anh lại đang trong tay Hana, nên người trả lời chính là cô ta, bình thường chị em cây cả gem, mà lại sau lưng lại chơi nhau như thế là dở rồi. Cứ thế cho chơi thẻ đỏ lại bắt đầu, tất cả bắt đầu bằng chiếc xe mà Goza mượn của Canning,
quá cay cú, Gorza xô ngã thằng đầu sỏ. Mà ở chỗ Kavin, anh đã điều tra được người giật dây đằng sau tất cả chính là cô em Hana. Nhìn hiền khô kín bưng thế thôi chứ hơi bị ghê gớm. Gọi cho Tham thì Hana lại dứt khoát tắt máy. Cô nàng học cùng tiểu học với họ, trước kia là một cô bé dung nhan thì hơi có hạn thật, nhưng vẫn tự tin theo đuổi Tham. Vì bị từ chối, cô làm tất cả mọi thứ để tiếp cận anh, tìm hiểu điều tra mọi ngóc ngách, sửa mặt mũi tay cầm, đập đi xây lại tất cả, thay đổi lý lịch, xóa bỏ quá khứ để có được sự chú ý của anh. Ấy vậy mà bị bể kế hoạch vì Gorza, thế là cô cố tình gài bố Gorza, vay nặng lãi ép cô tới quán bar làm rồi chụp hình lại. 10 điểm cho sự cố gắng của cô nàng, em rất tốt nhưng Tham rất tiếc, dù cô có tốt lên bao nhiêu, xinh xắn thủy mị nết na, như thế nào thì nhờ con gái anh chọn chỉ có mình Gorza mà thôi. Hana dùng bài cuối một tay cầm điện thoại của anh tay kia lấy mảnh sự uy hiếp Tham, hoặc là chọn mình hoặc là Gorza sẽ tàn đời ngay bây giờ. Thấy không ăn thua, cô lia mảnh sứ lên mặt mình định rạch vài đường, cũng may Tham kịp túm lại, khuyên cô xong anh lấy điện thoại của mình rồi chạy đi tìm Gorza. Động đến người của anh là chúng mày lìa đời. Lúc anh chạy tới, Gorza đã bị hành cho không còn chút sức lực nào. Tham bế lấy cô rời khỏi đó như một anh hùng bế mỹ nhân. Tuy là mẹ không ở, nhưng còn có tai mắt của mẹ trong nhà mà phòng Tham lại cấm con gái vào buổi đêm, nên Gorza phải trốn chui trốn lủi. Đèn cũng không dám bật, chỉ có thể dùng tạm vài cái có thể phát sáng linh tinh. Ánh sáng ở trên màn hình 2 giờ đêm vẫn còn lung linh, có hai con người thương tích đầy mình đang thoa thuốc cho nhau. Gorza mệt quá mà ngủ quên luôn. Nhìn cô nằm trên đùi mình, Tham tự nghĩ một cô gái hay bị bầm dập người, cũng bẩn đầu tóc rối mù tâm hồn lại chẳng bình thường, mà sao khiến anh yêu nhiều đến thế. Cứ thế một đêm trôi qua, Gorza tỉnh dậy đã chẳng thấy Tham đâu cả, có mỗi chị giúp việc mang vào cho cô bộ đồ rồi dẫn ra sân chọn xe. Đêm qua Tham đã cho người mua về, vì anh chỉ nhớ nó màu đỏ nên có bao nhiêu mẫu đều tụ hội ở đây hết. Còn cái đám dám động đến Gorza thì tàn đời hơn cả con xe, nói chung là một chữ thôi, thảm. Hana sau mớ hỗn độn của mình đã chọn cách nghỉ học, tuy là việc con bé làm có phần độc ác nhưng với Gorza, họ vẫn là bạn hơi thân, nói tình cảm sướt mướt như thế mà Hana chẳng chịu quay lại nhìn mặt cô lấy một lần vì quá xấu hổ. Bộ ba bánh tránh cũng lân la đến muốn xin lỗi Gorza, mà bị Tham xù lông tuyên bố tập 2 từ nay ai còn dám động vào người yêu anh, thì liệu hồn. Bật mí một chút bí mật, đêm qua lúc Gorza ngủ say không biết trời đất gì, Tham đã tỏ tình, tự anh phán câu xanh dờn im lặng có nghĩa là đồng ý. Kavin cùng em dây, ngồi trên nhìn xuống là đủ hiểu hai cái đứa này mà yêu chỉ có trí chóe cả ngày. Đang vui thì quay ra còn có bất ngờ hơn, Gen sói ca đã quay trở lại rồi. Gen đã về Thái được hơn một tuần rồi mà Gorza vẫn chưa dám hẹn gặp anh lấy lần nào vì cô cảm thấy Gen đã thay đổi rất nhiều, không còn là sói ca sơ mi trắng ngọt ngào nữa. Can Ninh gợi ý đem khăn tay đi trả rồi tìm cớ nói chuyện là sẽ biết có đổi gì hay không, nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Gorza rút điện thoại ra vừa thấy Gen xuất hiện trên tin của Tham, thì con điện thoại ghẻ của Gorza tắt cái mụt, nó hỏng mấy ngày hôm nay rồi mà chưa có tiền sửa. Tham biết thừa, nên mua tặng cô một con dế mới sang xịn mịn vì không liên lạc được, với cô anh bị khó chịu. Gorza không lấy anh liền đặt xuống đất, ai nhặt được thì kệ, cạn ngôn Gorza nhặt lấy cho vừa lòng anh. Gorza lại lên sân thượng cứ nghĩ Gen sẽ chẳng bao giờ lên đây, nữa té ra vẫn gặp anh, thật sự anh đã đổi tính rất nhiều. Gen còn mạnh bạo thả thính muốn chơi trò hẹn hò bí mật với Gorza, bằng tông giọng ngọt lịm làm Gorza cũng phải giật mình. Đã thế lại còn cái chuyện Tham rủ đi hẹn hò, mà không chịu hẹn hò đôi với cặp nhà Canning bằng một thế lực nào đó, Tham muốn Gorza phải dịu dàng nhẹ nhàng rủ một cách tận đáy lòng anh mới chịu. Gorza cũng cay lắm mà phải nghiến răng làm theo. Được voi đòi hai bà trưng, Tham còn muốn nghe thêm tiếng mèo kêu meo meo. Ừ thì cũng meo đấy mà nó lạ lắm. Tối tan ca về nhà, Gorza trông thấy Gen ở bên kia đường nên cô chạy sang bắt chuyện hỏi về anh và Misa, mà Gen chỉ nói qua qua rồi lại lái sang chuyện của cô. Đột nhiên Gen cúi người cài lại dây giày cho Gorza, đính kèm thêm câu nói mình đã khác xưa, dọa Gorza rén ngang vội chào tạm biệt rồi chạy vụt đi làm rơi cả điện thoại. Về tới nhà Tham gọi cho thằng em mới phát hiện ra, bất ngờ hơn Tham còn tậu cho cả nhà cô cả lô điện thoại, thật đến bất lực toàn tập. Phía bên kia, Tham hí hửng đẩy cả xe đồ, qua nhờ Gen lựa giúp mình một bộ đồ lồng lộn mai đi sở thú, với người yêu tương lai. Lựa tới lựa lui lựa hết nửa ngày mà không đổi bộ nào, vô tình thanh niên thấy điện thoại Gorza trên ghế, Gen mới nhờ cậu trả lại cho cô ấy vì nay làm rơi lúc gặp mình. Hôm sau, Tham đến chỗ hẹn từ sớm trông thấy Gorza là bao bị xỉu up xỉu down, vì quá đẹp, Gorza dặn anh nay không được nổi đóa vô cớ. Lý thuyết là thế còn thực hành chưa rõ vì người yêu Canning, độ dở hơi sắp chạm ngưỡng ngoài sức chịu đựng của Tham. Hẹn hò thì ít còn nổi quạo là nhiều vì Tham làm gì cũng bị anh ta ghẹo gan, ăn có miếng binh chi linh hạ hỏa thôi mà càng điên tiết thêm nhiều chút. Để thảm họa không xảy ra, Gorza kéo anh ra chỗ riêng tư tâm sự tuổi hồng. Tham định trả lại chiếc điện thoại thì Gorza nhanh nhảu tìm lý do nói mình làm rơi trên xe buýt, sợ anh buồn nên cô cũng không nói chuyện mình đã gặp Gen. Nghe thế Tham rút tay lại rồi lấy cớ đi vệ sinh, trùng hợp thế nào lại phát hiện ra bộ mặt thật của người yêu Canning, là một tên cha nam điểu cáng.
lại còn dám động chạm đến Goza của anh. Ham dứt khoát không một động tác thừa nẩng anh sấp mặt. Goza vội chạy tới tách hai người ra. Hai đứa cãi nhau một trận khá là căng, cũng vì thế mà Ham tức giận bỏ về trước. Kevin MJ nhìn anh giận cá chém thớt quài, cũng đã quá quen với việc hay quạo của Tham. Hai đứa song kiếm hợp cẳng đạp anh lọt thỏm xuống hồ cho hạ hỏa, rồi mới phổ cập giáo dục một chuyến. Hôm sau lên lớp, Goza cuối cùng cũng đã biết được lý do Gen thay đổi là vì Misa đã có tình mới. Cô vội chạy lên sân thượng vì biết anh sẽ ở đó. Goza cảm thấy có lỗi vì khi đó đã khuyên anh nên theo đuổi tình yêu. Gen kể rằng mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên chị Misa. Thời gian cứ thế trôi đi, Gen nhận ra chỉ tình yêu thôi sẽ không đủ, vì anh bắt đầu cảm thấy mình không giúp được gì trong công việc. Dần dần cảm giác ấy mạnh mẽ hơn khiến Gen hiểu ra hai người hoàn toàn không hợp, có quá nhiều thứ phải lo khiến khoảng cách ngày thêm lớn. Cuối cùng Gen chọn cách từ bỏ, bây giờ thì Misa đã tìm được một người mới, đó là sự thật. Goza nhìn anh trở nên yếu đuối tự ti, như vậy đã làm một chuyến công tác tư tưởng với anh. Quay ra người tới an ủi lại bật khóc trước người cần được an ủi. Anh ôm Goza vào lòng, vô tình cảnh này lại được Tham thu hết vào tầm mắt. Tính vốn đã nóng như kem lại còn ăn một cục tức, Tham kiếm đại một thanh niên phang cho sướng cái tay. Mà cái tính của anh nó như thế rồi, nên chẳng ai dám cản vì có ngăn cũng không nổi. Tham cứ thế mà nẩng thằng bạn cho tới khi Goza cùng Gen đi xuống. Tham chốt câu xanh dờn, từ nay F4 hạ bậc còn ba chính thức xóa tên Gen ra khỏi hội. Nói rồi anh bỏ đi không nghe Goza nói lời nào. Cô phải đẩy hết sức mới được anh vào phòng nói chuyện riêng. Tham điên cuồng đập phá đồ đạc, suýt nữa còn xuống tay với Goza. Nhưng rồi lại thôi vì anh biết đến cuối cùng người Goza thích vẫn không phải mình. Chuyện lần này tổn thất hơi lớn, phải đích thân chị mẹ chủ tịch xuống tay giải quyết. Bà vừa trở về nước đã cầm theo một sấp tài liệu liên quan đến Goza, đưa cho Tham. Bà nhắc nhẹ Tham tốt nhất là nên quay về, như trước kia, nếu không bà sẽ làm theo cách mình đã làm với Tia. Kevin cùng MJ đến dỗ anh nên nói chuyện nghiêm túc lại với Gen, rồi đưa tin tức Misa cho anh xem. Ai dè Tham thẳng tay ném luôn cái iPad, đuổi cả hai thằng về. Kevin nóng máy nghỉ chơi bỏ về định là cho tan luôn một thể. MJ phải nói mãi anh mới bình tĩnh lại. Hai thằng chia đôi mỗi người khuyên một bên xem có vớt vát được gì hay không. Gen lúc này đang ở cùng Goza, cô biết anh cũng xì chết nặng, nên lôi anh đi đu đưa đi quẩy sập trung tâm giải trí. Khúc chuẩn bị về, đột nhiên Gen lại hỏi nếu phải chọn giữa anh và Thai thì Goza sẽ chọn ai. Câu hỏi của anh làm con bé hoang mang lảng sang chỗ khác, chiếc điện thoại rơi ra cả hai cùng cúi người túm lấy. Goza đứng hình một hồi lâu mãi đến khi điện thoại reo mới định thần lại. Canning gọi tới hẹn cô ra gặp mặt, cô và Kevin đang chờ, tắt máy. Canning lại nhắn tin dỗ anh người yêu. Kevin thấy chiêu không trả lời này, quen lắm, kiểu gì anh ta cũng đã có người mới vì anh, cũng hay làm thế. Một khi anh đã phán là không bao giờ sai. Nói vừa dứt lời, Canning liền quay vào ôm mọc sừng. Con bé chết nhiều chút trong tim chạy ra khóc một mình. Là một nam tử Hán không có gì ngoài chiếc miệng ngọt, Kevin đi theo an ủi cô, túm cái nư lại là đời còn dài dai còn nhiều. Với lại anh cũng có hứng giúp cô trả đũa anh ta, kèo này anh thầu. Đúng lúc Goza vừa đến thấy tay người yêu đi chung với bồ mới. Cô định nhào tới xanh chín một trận thì Gen giữ lại để xem kịch hay. Thấy cô ả đang đòi mua một chiếc túi, Kevin cố tình tiếp cận ngỏ ý nhờ cô giúp mình lựa. Cô em tiểu tam lập tức đá bay tay người yêu lân la đi theo Kevin, cứ nghĩ nhặt được kèo thơm hóa ra lại bị anh chơi cho một vố đau điếng. Anh cầm lấy chiếc túi cô ả lựa đi về chỗ Canning, còn cố tình đá mắt ra tín hiệu, nhận lấy thông điệp. Con bé diễn tròn vai chọc tay người yêu cay cú không nói nên lời. Anh ta lại cố tình nhắc tới vụ đi sở thú, nhưng cũng nhờ thế mà Goza mới biết mình hiểu nhầm Tham. Không chờ Kevin ra tay, Goza với chiêu cú đá thần sầu khiến chứng ai đó rụng cả rổ. Luôn tiện phổ cập cho anh một chàng từ toán hình sang toán số, từ địa lý sang tới tận lịch sử, chửi không trượt câu nào. Phía bên kia, MJ nói khô cả cuống họng mà Tham không vào tay câu nào. Vừa nhận được cuộc hẹn từ Gen, anh liền lập tức lên đường. Gen còn chưa kịp mở miệng, Tham đã vào luôn vấn đề mình sẽ nhường Goza cho anh, F4 vẫn sẽ lại là F4. Gen không thích chơi hòa bình như thế mà cứ phải chọc ngoáy kháy đều để đi ăn đấm. Hai đứa nhào vào nhau như hai vị thần. MJ chạy vào can cũng ăn một cú, rồi Sukarna luôn tự dưng chơi thân chục năm giờ, cả bốn lôi nhau ra, đi đường quyền mệt bở hơi tai. Gen chỉ chờ đúng câu thừa nhận rằng mình yêu Goza, thốt ra từ miệng Tham rồi mới bật cười. Từ nãy đến giờ Gen diễn gần chết chỉ muốn để cho Tham thấy cậu đã đi đúng đường vậy, nên đừng ngựa quen đường cũ nữa. Sau tất cả, bốn anh lại trở về với nhau. Nhân vật chính vừa tới, ba đứa nhường lại sân khấu cho đôi bạn trẻ, mà nỡ lòng nào Goza táng anh như con ghẻ, phải can mãi mới dừng. Nói chung là bốn thằng giải quyết xong rồi, giờ còn mỗi chuyện tình yêu chim chích bông nữa thôi. Khổ thân thanh niên bị đấm cho tòe mỏ, nhưng được cô cờ rút nhỏ hiểu ra cái tấm lòng thì tuyên bố nhất anh rồi. Để đánh dấu sự kiện mình đã giác ngộ ra chân lý cuộc đời, Tham hứa với cô từ giờ sẽ không dùng bạo lực, chính thức đóng cửa khu nhà hoang không cho ai vào nữa. Nhìn có vẻ nghiêm túc đấy, cho tới khúc anh lại viết sai chính tả, thật là một câu chuyện cảm lạnh. Hai đứa ở bên nhau cho tới sáng, Goza mới về đến nhà. Mở cửa ra thì bất ngờ chưa bà già chào Goza mẹ chủ tịch của Tham ngồi đây từ chiều.
Goza cũng lường trước được kịch bản sẽ là chỉ cần cô rời khỏi con trai tôi, 2 tỷ này sẽ thuộc về cô. Goza cố giải cho dù hai đứa có tình cảm thật thì cũng không mua được bằng tiền. Càng nói, con số thốt ra từ bà càng được nâng lên. Mẹ Goza ngồi nghe ngứa hết nách bật dậy phản đam. Động vào ai thì bà không biết chứ chạm đến con gái bà thì tình nguyện chửi khô máu. Trước khi rời đi, mẹ Tham vẫn cố nói thêm một câu, rằng mình sẽ chẳng bao giờ ủng hộ chuyện của cả hai. Xong một chuyện vẫn còn một chuyện nữa, chỗ mà bố cô làm bị phá sản, nhà lại rơi vào thế căng não. Thế là mấy ngày sau đó Tham tìm khắp nơi không gặp được Goza, vì cô phải chạy hết công suất tìm việc làm bán thời gian. Đương nhiên người may mắn được Tham giao nhiệm vụ tìm kiếm chính là Kevin, anh cũng bất lực lắm mà chịu thôi ai bảo chơi với cậu ta làm gì. Kevin vừa mở cửa tiệm hoa thì trông thấy Canning chuẩn bị rơi tự do, may mà anh lao tới kịp đỡ lấy cô nếu không là mông nở hoa luôn. Tuy là thả thính nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ, hỏi ra mới biết vì tình hình tài chính khó khăn, bố mẹ Goza về quê ở còn mỗi hai chị em tự lực cánh sinh, mà tất cả đều là tác dụng phụ của chuyện mẹ Tham tới nhà tìm. Biết được tin, Tham liền tìm tới gặp mẹ, chính bà là người khiến bố Goza mất việc rồi mới tới đàm phán với gia đình cô vì cho rằng Goza là dân đào mỏ cố tình tiếp cận con trai bà. Mặc kệ mẹ có phản đối, Tham chơi lớn đối đầu với bà, có hẻo cũng phải giúp Goza, nói là làm. Anh xách mông tới tìm cô, mua luôn căn nhà bên cạnh để làm hàng xóm với cô. Goza thật sự sa mạc lời, ngốn cả triệu bạc chỉ để mua một ngôi nhà ở cho vui, chắc suy nghĩ của người có tiền nó hay như thế. Cũng tại anh xem tin tức nói khu này gần đây có trộm mà Goza lại chỉ ở với mỗi em trai, anh lo nên mới chuyển đến gần để bảo vệ cô, được lúc nào hay lúc đấy. Thanh niên tự tin gáy to mình sẽ tự chăm sóc mình một cách hoàn hảo nhất, ngày gáy to tối hét cũng to, có mỗi cái máy giặt thôi cũng dùng không nổi chỉ biết gọi Goza. Có con rắn cũng gọi, là áo cháy cũng Goza, ăn cơm đánh răng rửa mặt cái gì cũng Goza hết cả một đêm. Sắp tới là sinh nhật nên khắp trường treo toàn poster của anh, năm nay có vẻ sự kiện khủng hơn năm ngoái, vì Tham ngửi được mùi mẹ đã phóng nó lên gấp chục lần. Đến Gen cũng thấy lạ nhưng việc quan trọng là, tại sao Tham lại lôi cổ cả ba thằng đến chỗ không có máy lạnh này. Nói đến ăn tiệc tân gia chắc chắn là, phụ còn vừa thẩm món mì luộc Tham nấu lần đầu, vừa xem cô dâu 8 tuổi cùng nhau mới là chính. Trong lúc đó ở chỗ Goza, chị Tia vừa mới gửi cho cô một bộ cánh đặc biệt để đến dự tiệc sinh nhật của Tham, cầm chiếc váy trên tay còn chưa kịp làm gì, Tham đã ôm TV tới năn nỉ sửa giúp anh, rồi xong luôn, cái váy cũng vì thế mà bẩn luôn rồi. Goza đem chiếc váy đi giặt mà bị bóp giá trên trời dưới đất, may mà có anh bạn đầu nấm đẹp trai nói giúp nên mới được giảm. Cô muốn làm bánh quy tặng Tham, nhân dịp sinh nhật anh vì cô cảm thấy anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Ấy thế mà lại phát hiện ra mọi thứ đều là giả dối, ban ngày thì giả khổ giả đau giả tự giặt đồ, tối lại lấy hết đồ về nhà cho người giặt. Lại còn rất hạnh phúc vì lên được kế hoạch ghi điểm thành công. Người ta thường nói khi thượng đế đóng cánh cửa này của bạn thì sẽ tiện thể kẹp cái đầu của bạn một phát, Goza thì tốt bụng hơn, chỉ phang anh một trận đã cái như rồi mới đi vứt rác tiếp. Vô tình cô gặp lại anh bạn đã giúp mình ở tiệm giặt, tên cậu ta là Talay, thấy cô vẽ bậy lên poster của Tham, anh góp vui rủ cô chơi tiếp, tan học cậu còn đưa Goza về. Nhìn chiếc váy treo trong nhà, lại nhớ tới những lời mà mẹ Tham nói, Goza nghĩ nhiều lắm rồi quyết định đem chiếc váy đi trả. Lúc đi về thì gặp Gen nên hai đứa có tâm sự tuổi hồng một chút. Về tới nhà đã thấy Tham nấu cơm ở nhà chờ mình, quậy hết cái bếp mới rán được miếng trứng không cháy đấy nhé. Anh cố nán lại để được đón tuổi mới bên cạnh Goza, như thế người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là người anh yêu. Cô bật mí bí mật tiệc sinh nhật ngày mai cô sẽ tới và có cả quà nữa, thế là mới sáng ra, bếp nhà Goza đã bận rộn nướng bánh. Đến giờ lên đồ, Goza đến bữa tiệc đã va phải chị mẹ phu nhân đầu tiên, cô không ngại đối đầu với bà, bởi cô sẽ không vì một người lạ mặt nói mình vô giá trị, mà coi nó là sự thật. Mẹ Tham nghe xong tức giận bỏ vào nhà, bộ 3F4 đứng ngoài xem thôi mà cũng phải thốt lên một câu đúng ngầu. Kevin muốn cô trở nên sáng chói nên nhấc bổng Goza, cao lên để nam chính biết mà sang rước. Đôi chim non đang chí chóe thì mẹ Tham lên giọng mở tiệc, luôn tiện giới thiệu một người đặc biệt, tiểu thư danh giá của một tập đoàn ngang ngửa với nhà bà, cũng chính là hôn thê Lita của Tham. Phải không các vị, tại hạ đã căm bách cực mạnh rồi đây. Còn gì hơn khi mà mùa đông hốt giá này xem hai anh chàng thơm má của nhau. Nào 500 anh em cùng với tung cốt truyện của bộ phim với hai anh trai này, nhá tập 9. Thấy ai đứng loay choay một mình, mẹ anh nhào đến bắt chuyện với đứa con lâu ngày không gặp. Ai ngập ngừng vì không biết phải nói như thế nào cho phải lẽ, đứng trước mặt là mẹ nhưng anh chẳng có chút ít cảm xúc nào cả. Trở về nhà trong trạng thái mất bình tĩnh, ai buông lời sỗ sàng với bố, rõ là ông bảo mẹ anh đã chết. Vậy hà cớ chi bà lại đứng trước cửa nhà trình ình một đống như vậy, chẳng có nhẽ là ma ư. Tóm lại mọi chuyện rối ren này ai cho rằng, chính Giao là người đã cướp bố khỏi mẹ của anh. Cuộc cãi vã nổ ra mẹ của ai đứng bên ngoài vô cùng đắc ý, vì chia cắt được tình cảm giữa Giao và ai. Tưởng rằng mẹ ai đã tái hôn, với cái mống gì có nhà cao cửa rộng nào có ai ngờ lại quay, lại hành Giao như vậy. Bị mẹ tẩy não ai như một con người mới, ai chẳng cần đến mụ gì ghẻ Giao này nữa.
xách ba lô lên và đi ai cùng mẹ rời khỏi căn nhà của bố Sip và mẹ kế Giao. Ngồi trên xe, bà tỏ vẻ yêu chiều thằng con bé bỏng, cho đến khi bà nhắc đến hai chữ bệnh viện. John, con gái của bà với chồng mới bị bệnh máu trắng, đang nằm dài trong bệnh viện. Và bạn biết rồi đấy, bà ta đang cố gắng xin ai tí tủy để cứu lấy đứa con gái gần như thoi thóp của mình. Sự xuất hiện của ai khiến ông bố dựng mặt nhăn như đít khỉ, rời đi như một kẻ vô học đeo trên mình quả kính mắt tri thức. Hai anh em dành nói chuyện với nhau, bà mẹ ghê tởm này cố gắng để cho ai thương xót đứa em cùng mẹ khác cha này. Từ đó mà moi móc được từ ai chút ít tủy để cứu lấy John. Là một người lương thiện nên ai cũng chỉ biết ngậm ngừng mà đồng ý. Trong lúc tìm mẹ, ai vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông bố dượng và mẹ. Ai đau lòng vì nghe thấu hết kế hoạch của bà mẹ này, kế hoạch phá tan gia đình hạnh phúc của anh. Nước mắt ai chảy xuống khi nhìn thấu kế hoạch của mụ đàn bà ác độc này. Cay cú ai nhào xuống túm lấy cổ lấy của người đàn bà này. Nào ngờ ai nhận ngay cú đấm của tên cha dượng bồi vào giao diện. Mặc dù biết hết kế hoạch của mụ đàn bà này nhưng ai vẫn hiến tủy cho đứa em. Bà từng cho ai mạng sống nên ai muốn trả lại cho con gái bà, coi như không ai nợ ai. Hiến xong tủy, ai nằm một mình trong bệnh viện, chẳng có một ai nào chăm sóc anh. Lê bước chân nặng nề ai rời bệnh viện, nhớ bố và dì Giao nhưng anh chẳng còn có mặt mũi nào nữa. Mượn điện thoại của người đi đường, ai gọi cho bố Sip, gặp lại bố anh khóc tu tu. Cuối cùng ai cũng đã biết nhận lỗi, trước khi tha lỗi cho ai, dì Giao cho anh chàng nghe một bài đạo lý sắc sụa mùi cà khịa. Gia đình đoàn tụ bằng một cái ôm tràn ngập hạnh phúc, đã nói rồi chẳng chịu tin giờ thì sáng con ngươi ra rồi đấy. Tìm đến con nghệ ngay sau khi bình phục, Nhai cùng ai tâm sự vùng kín rồi chuyển sang làm bất động sản đi thăm phòng. Cầm chiếc đàn nhị lên, Nhai ngồi thẩm thức tài năng xe chỉ luồn kim của ai. Cứ phải gọi là đàn nào anh cũng chơi được ngoại trừ đàn bà. Nhạc nào cũng nhảy, ai chuyển sang dạy Nhai cách chơi đàn. Đôi chim sẻ tíu tít bên nhau sau bao lâu không gặp, sơ hở tí là Nhai lại nổi máu ghen trong người. Xem ai từng đàn hát cho đứa nào nghe, chỉ cần viết địa chỉ là Nhai đến nơi ký đầu từng đứa một. Người gì đâu mà như sư tử Hà Đông, ai hôn lên đôi môi căng mọng của Nhai thuần phục chúa tể Sơn Lâm. Đang đến đoạn kịch tính lại có ngay con kỳ nhông cản đường hai anh giai đang hú hí. Sau khi khỏi bệnh, John tìm đến ai, ai không muốn chào đón đứa em này. Nhưng Nhai vẫn luôn cố gắng bới ra những lời có cánh để động viên trái tim bé bỏng của ai. Xuống đến sảnh, chẳng biết cơn gió nào đưa bà mẹ độc ác này đến tận chung cư đưa cho ai túi bánh. Mụ đàn bà này trừng mắt ra lệnh cho Nhai phải chia tay ai ngay lập tức. Nào cũng nhảy, ai chuyển sang dạy Nhai cách chơi đàn. Đôi chim sẻ tíu tít bên nhau sau bao lâu không gặp, sơ hở tí là Nhai lại nổi máu ghen trong người. Xem ai từng đàn hát cho đứa nào nghe, chỉ cần viết địa chỉ là Nhai đến nơi ký đầu từng đứa một. Người gì đâu mà như sư tử Hà Đông, ai hôn lên đôi môi căng mọng của Nhai. Tối hôm đó trời mưa như chưa từng được mưa, Lita đến nhà tìm Goza vì cô không biết phải tâm sự với ai. Chuyện là hồi ban nãy Tham có đến tìm cô, đột nhiên ngỏ ý muốn hẹn hò, công khai là một cặp. Goza lúc này cố tỏ ra là mình ổn, chúc mừng Lita nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Sắp tới trường sẽ có sự kiện nên Lita muốn được đi cùng Tham với tư cách là người yêu. Cô dùng mỹ nhân kế năn nỉ, ôi khô hết bản họng Tham mới đồng ý. Tự dưng hai đứa nhỏ Tham và Goza chia tay làm tem F4, cũng hoang mang vì cả ba đều theo phe Goza, thấy cũng lạ nên Gen lên sân thượng tìm cô. Mới đầu Goza cũng buồn lắm nhưng nghĩ gần tốt nghiệp rồi, tốt hơn hết vẫn là dành thời gian cho việc học thì hơn. Tự nhủ lòng là như thế nhưng khi thấy Tham và Lita phát cơm chó trước sân trường, tâm trạng vẫn hụt trầm trọng. Đã sầu đời thì chớ, cái lũ vịt rời còn mồm mọc ra non chọc ngoáy cà khịa Goza. Ta lay đi ngang qua nghe thấy thấy thế liền giúp cô xả giận, rồi rủ Goza đi làm shipper với mình. Mới đó F4 đã tốt nghiệp, vì là cuối cấp nên xong trước một ngày, Kevin còn là gương mặt đại diện thay mặt toàn khóa phát biểu cảm tưởng. Mỗi người một việc, Goza thì vừa đi làm vừa chơi với ta lay, Tham thì không đến buổi lễ mà bị Lita lôi cổ ra ngoài hẹn hò. Trùng hợp thế nào hai đứa lại gặp nhau ở một quầy nước, thấy cô đi cùng ta lay, Tham liền nổi cơn ghen xô cậu ngã chỏng quẹo. Goza tức giận hét vào mặt Tham đôi ba câu rồi kéo ta lay rời đi, biết Tham vẫn đuổi theo ta lay nói Goza rời đi chỗ khác, lúc quay lại đã thấy hai người chuẩn bị đi đường quyền. Goza bị dối không muốn nghe Tham giải thích nên táng anh một cái, chính thức đường ai nấy đi với anh. Chẳng hiểu sao vào ngày diễn ra sự kiện, Goza lại thấy chiếc thẻ đỏ trong tủ của mình, đột nhiên cả cái tủ đồ rầm trước mặt cô. Rắc rối lại tìm đến nữa, ta lay từ đâu xuất hiện kéo Goza vào một góc, miệng liên tục tẩy não chia cắt chút tình cảm cuối cùng giữa Tham và Goza. Phía bên kia, Gen tình cờ chụp được một tấm ảnh của nhóm ta lay, nên đưa nó cho đồng đội xem vì anh thấy họ rất quen mặt. Thế nhưng điều tra lại chẳng ra điều gì, cảm thấy có gì đó không ổn, Gen vội chạy đi tìm Goza, chạy đến nơi đã thấy cô nằm bất tỉnh nhân sự. Đám đầu têu vẫn cứng miệng nói rằng người ra lệnh là Tham, anh bế lấy Goza vào xe của mình. MJ đã điều tra ra được người đứng sau phi vụ này chính là ta lay, nhưng lúc gọi báo tin, Gen đã bị tấn công. Cậu ta bắt đầu kế hoạch tiếp theo, trói Goza lại rồi chụp ảnh gửi nó cho Tham yêu cầu anh đến chỗ cậu ta một mình. Đang ngồi tâm sự tuổi hồng, thì dì Giao tới đưa con dâu tương lai đi tâm sự vùng kín.
Nhai thích thú với con gà mà bố ship nuôi, to ngang ngửa như con đà điểu nhà anh nuôi. Đánh lái qua chuyện mẹ đẻ của ai, dì Giao vốn biết bản tính của mụ đàn bà này, nhưng vì không muốn bẩn tay nên dì không dây vào. Nhai cũng mách luôn dì Giao chuyện mẹ ruột của ai đến dằn mặt bắt anh phải chia tay với ai. Ấy thế là mẹ chồng nàng dâu có cùng quan điểm, cùng phe nhau sơi tái mẹ ruột của ai. Trước khi rời đi, dì Giao cũng bàn tính đến chuyện thách cưới nhà Nhai luôn cho nóng, hợp cả đến thể lỡ bỏ qua nhau thì phí hết của rời. Mang trong mình nụ cười phớ lớ, Nhai quay lại phòng phát biểu cảm nghĩ về dì Giao trước mặt ai. Dì Giao số 2 không ai số 1, mà khổ nỗi mặt ai lại thộn ra chẳng hiểu lý do tại sao. Gặng hỏi mãi mới biết thì ra ai đang ghen chỉ vì Nhai chăm chú nhìn dì Giao. Kết thúc cuộc trò chuyện, đôi chim sẻ chuyển sang hình phạt mà Nhai phải nhận. Ai đẩy nhẹ Nhai xuống giường, tính hô hấp nhân tạo tí mà Nhai đòi đi tắm cho thơm tho. Thôi thì tắm chung cho tiết kiệm nguồn nước, tự dưng đói ngang Nhai bắt ai đưa mình đi tìm đồ ăn. Hóng gió tí thì đôi bạn hoàn cảnh lại gặp ngay thằng bạn cà khịa mắc bệnh khó ngủ. Ton chẳng thèm nể nang thằng bạn, cho rằng Nhai là dạ dày bò, sơ hở tí là tìm đồ đút vào bộ nhá. Tự luyến thật sự, ai bắt Nhai phải công nhận vẻ đẹp trai càng tìm càng ẩn của mình. Xong xuôi tem, 6 anh em siêu nhân tụ tập lại một đám chơi bời cuộc đời cùng nhau. Nào là viết ra những lời từ tận đáy lòng của mình ra một tờ giấy. Trong cơn ác mộng, Nhai giật mình bàng hoàng vỡ nát khi thấy cảnh ai lạnh nhạt với mình. Muốn chia tay chỉ vì Nhai quá lộn thuộn, thêm cả bản tính ham ăn người làm nữa. Không ngủ được, Nhai lại bắt đầu dở thói giận hờn ghen tuông. Hỏi xem đứa em nè của mình với mình ai là người cute phô mai que hột me. Vì bận ngủ nên ai chẳng thèm rep, Nhai cay cú kêu ai là thằng tồi. Giờ ăn đến rồi, Nhai cùng ai là nhân vật tâm điểm xuất hiện cuối cùng. Chỉ vì không trả lời câu hỏi đêm qua của Nhai mà ai bị bơ đẹp. Lựa chỗ vắng vẻ, Nhai bắt đầu xả cơn giận của mình. Nào là ai để ý đến nè trong cơn mơ buột miệng nói yêu người ta. Không thể tin nổi sự thật, ai dễ đành đạc, Nhai kêu trong cơn mơ ai làm điều đó với mình. Cay cú ai véo Nhai một cái rõ đau, rồi chứng minh bằng những nụ hôn ngọt đến tiểu đường. Lúc này Tron vẫn đang vật lộn với anh Tào Tháo, Ton tỏ vẻ lo lắng cho chú em này. Chỉ vì buồn miệng nên ăn hơi nhiều, Ton xung phong đi mua thêm thuốc sổ để lấy độc trị độc cho Ton. Tưởng thế nào, hóa ra dì Giai thử tài nấu nướng mặc cả của Nhai, nên đưa anh tới chợ. Nhạc nào cũng nhảy, Nhai chăm chăm đi thưởng thức hết tất cả món ăn ở nơi đây. Trái ngược lại với anh, dì Giao cùng bố ship mua một đống thức ăn cho bữa tối. Tranh thủ Nhai xin đi picnic cùng lũ quân diệt mồi luôn. Đi có một đoạn mà cả nhóm bê tất đồ đạc ở nhà đi. Tìm được nơi ưng ý vừa con mắt, 500 bắt đầu dựng trại để ăn chơi bay nhảy. Rằng co nhau tranh miếng đồ ăn mà Nhai cùng ai cũng phải phát cơm chó cho không khí thêm phần cảm lạnh. Đúng bài tủ, Nhai lại lôi đồ chơi con nít của mình ra. Anh em cũng đã thấm mệt, tạm biệt nhau ai về liều nấy. Chăn chọc mãi không chợp nổi mắt, Nhai vác chăn ra ngoài thì gặp ngay ai đã thủ sẵn. Thiếu hơi ai nên Nhai không ngủ được, đôi chim sẻ đành tìm ngay bụi cỏ để ngồi ngắm sao. Bàn chuyện đông tây nam bắc, Nhai tuyên bố không cần ngủ cùng nhau đón bình minh với ai. U là trời, một tình yêu hết sức cảm lạnh, xua tan đi cái rét đến teo một vài vị trí ở khu vực miền Bắc hiện tại. Nào nào xích ra để ai thể hiện, phanh xích lô cứ phải gọi là tài năng hơn người. Quay trở lại với công việc học tập, sau màn đi đường quyền rực lửa, Nhai được nhận từ hai cô em ngon nghẻ trẻ khỏe một bình nước. Sư tử Hà Đông bên cạnh giúp Nhai điều tiết cái tính ham ăn, mà bỏ trai theo gái của mình. Bụng đói meo, Nhai năn nỉ ai nấu ăn nhanh hơn trước khi anh lên cơn đói khát. Đúng lúc chị Pin gọi điện tới, thấy Nhai xưng hô ngọt sớt ai lại nổi máu ghen lồng lộn. Mải tám chuyện ai làm cháy luôn chảo trứng chiên siêu cấp VIP PG của mình. Gặp nhau ở trường tin cùng Ton hỏi thêm tí chuyện ai về kinh nghiệm giường chiếu. Ốm yếu bệnh tật, Nhai được ai cùng Nhai đưa đến bệnh viện ngắm y tá trước khi ngắm gà khỏa thân. Nhai vừa đi là Nhai lại dở trò nũng nịu đòi về nhà, động viên mãi chú em mới chịu ở lại. To như trâu rồi nhưng Nhai vẫn để bố bên mình 24/7, ai xung phong được chăm sóc Nhai thay bố. Đến cả bố gì cũng chán ngấy với thằng con lắm tật ít tài này của mình. Chẳng sợ gì, chỉ sợ mỗi kim tiêm, Nhai mặt nhăn như khỉ dặn đẻ. Biết tin con dâu tương lai đổ bệnh, bên nhà trai liền tràn đến thăm nuôi Nhai từng lỗ chân lông đến kẽ tóc. Nghe xong những lời dặn dò mà Nhai ấm lòng ấm dạ, dù lớn nhưng anh vẫn được nhận gấu bông từ dì Giao. Nằm trên giường bệnh, ai hứa với Nhai rằng dù có mưa giông bão tố thì họ vẫn dính nhau như sam. Thức dậy, Nhai rủ dê ai cùng mình đi mua sắm, thôi thì hôn cái chào buổi sáng cái đã. Thay đổi theo phong cách của con nghệ, Nhai đến quán lựa một đôi giày độc lạ Bình Dương để mua. Bao chọn một ngày bên nhau, Nhai cùng ai lên sân thượng hít tí khí trời. Thay nhau phát biểu cảm nghĩ, ai nắm chặt tay con nghệ, bắt Nhai nhắm mắt lại. Tờ giấy gì thì tôi không có biết, nhưng chốt hạ là anh yêu em dù đúng dù sai, không quan tâm một ai. Tình ta cứ phải gọi là rộng như biển, dài như dòng tin nhắn của mấy đứa đang yêu mà giận nhau ngang. Cảm ơn các thánh đã bỏ thời gian ra cày hết bộ phim. Nghe xong những lời dặn dò mà Nhai ấm lòng ấm dạ, dù lớn nhưng anh vẫn được nhận gấu bông từ dì Giao. Nằm trên giường bệnh, ai hứa với Nhai rằng dù có mưa giông bão tố thì họ vẫn dính nhau như sam.
tức dậy nhai rủ dê ai cùng mình đi mua sắm. Thôi thì hôn cái chào buổi sáng cái đã. Thay đổi theo phong cách của con nghệ, nhai đến quán lựa một đôi giày độc lạ Bình Dương để mua. Bao chọn một ngày bên nhau, nhai cùng ai lên sân thượng hít tí khí trời. Thay nhau phát biểu cảm nghĩ ai nắm chặt tay con nghệ, bắt nhai nhắm mắt lại. Tờ giấy gì thì tôi không có biết, nhưng chốt hạ là anh yêu em dù đúng dù sai không quan tâm một ai. Tình ta cứ phải gọi là rộng như biển, dài như dòng tin nhắn của mấy đứa đang yêu mà giận nhau ngang. Cảm ơn các thánh đã bỏ thời gian ra cày hết bộ phim. Nghe xong những lời dặn dò mà nhai ấm lòng ấm dạ, dù nghe có người có tình yêu than thở vỡ mộng vì suốt ngày bị nóc nhà phang, hội anh em gợi ý cho tham vài cách chữa lành vết thương. Nhận lấy thông điệp, thanh niên chơi lớn tổ chức bữa tiệc bất ngờ tại gia, có mỗi Kevin hơi là lạ mà ở chỗ Can Ninh cũng hồn treo ngược cành cây. Cô kể cho Goza nghe mình cảm thấy Kevin cố tình biến mình trở thành cha nam để trốn tránh điều gì đó, cứ như là anh ấy đang sợ khi nghiêm túc với một cô gái nào đấy. Đang kể Bon thì Can Ninh dừng lại nên Goza, nghe xong cứ bị cụt ngủn làm cô khó chịu nghĩ lên nghĩ xuống không hiểu kiểu gì. Tham vừa cô than đã biết là thằng bạn mình chưa quên được cô gái tên Mona, cô nàng này không phải người yêu cũ, cũng chẳng phải người làm Kevin, trở thành bad boy vì cậu ta sinh ra đã trăng hoa rồi. Mỗi lần cậu đá cô em nào sẽ lấy Mona ra làm cái cớ rằng mình có người mới, hai người họ là bạn thân khác giới, nhìn rất hợp nếu thành đôi nhưng Kevin có nguyên tắc riêng không yêu bạn thân, mặc dù cậu có tình cảm với Mona. Cứ thế hai người dần trở nên xa cách, mâu thuẫn cũng lớn lên rồi cạch mặt nhau luôn. Sau hôm đó Mona có gửi vị trí hẹn gặp Kevin để nói cho ra ngô ra khoai, nhưng cậu ta lại không đến vì biết câu trả lời cho mối quan hệ của hai người nó như thế nào. Dù Kevin cố tỏ ra không sao mọi người vẫn biết cậu chưa quên được cô gái đó. Hôm sau, Goza tìm Can Ninh khắp nơi chẳng thấy, nhắn tin cũng không trả lời, đang không biết phải làm sai thì em dây, bịt mắt lôi cô ra bể bơi bắt đầu bữa tiệc bất ngờ. Tham còn chuẩn bị cả hộp quà bất ngờ to bự ấy thế mà Can Ninh vừa nhắn tin đến Goza liền bơi đẹp luôn. Thua keo này anh bày keo mới, Tham kéo Goza sang góc bất ngờ số 2 mà cũng y chang lần đầu vì Can Ninh, gửi tín hiệu SOS đến cô, rồi Sukana luôn, còn máy bay đem theo tình yêu của Tham cũng sôi hỏng bỏng không nốt. Té ra là Can Ninh lên sân thượng của một khách sạn mà không có sự cho phép nên bị bắt, may quá lại là khách sạn nhà Tham nên mới chót lọt vừa được tha, vừa được lên triển tiếp. Goza cứ nằng nặc đòi đi theo mà cô không đồng ý với lại Tham, cũng không vì cái tội dám mơ anh cả ngày. Quan trọng là Goza đang quan tâm quá mức, đến anh còn nhìn ra được con bé làm thế là vì Kevin, nên tốt nhất là để Can Ninh tự xử lý, còn mình chỉ nên đứng từ xa ủng hộ họ thôi. Trong lúc đó, bỗng dưng Mona đến tìm Kevin, vì cô thấy Can Ninh ở trên sân thượng tòa nhà cô đang sống. Cô không biết mối quan hệ giữa hai người nhưng cô hoàn toàn ưng cô bé ấy. Nói rồi Mona dọn đồ đi về, Kevin cũng tinh ý nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương to bự chảng, và cả anh chàng đón cô trước cửa nhà. Mấy ngày trời tìm kiếm cuối cùng Can Ninh cũng đã mò ra sân thượng của tòa nhà mà Mona từng hẹn gặp Kevin, ấy thế mà cô nhắn tin hẹn gặp mà anh không thèm xem lấy một lần. Cứ phải để Tham đích thân xuống tay làm một chuyến công tác tư tưởng, anh mới chịu suy nghĩ lại, may là Tham kiên nhẫn chờ ở ngoài nếu không là hết cơ hội. Tham đưa người đến tận nơi trao tận tay Can Ninh, điều mà Mona muốn nói với anh chuẩn bị được bật mí. Đúng 6 giờ mặt trời ngó lên chiếu vào bảng tên trên sân thượng tạo thành chiếc bóng có tên của Kevin và chiếc trái tim nhỏ nhắn xinh xắn. Đó cũng là câu trả lời mà Mona muốn nói. Thế nhưng anh đã bỏ lỡ điều đó và đến tận bây giờ khi biết được thì mọi chuyện đã quá muộn. Nguyên một đám chơi thâu đêm cho cố rồi về đến nhà đứa nào đứa nấy như con gà. Dù tính mở tiệc mà nhìn cái tinh thần nó không khả quan. Mọi người ai về nhà nấy nhường lại không gian cho đôi chim non. Kevin thì đưa bé nhỏ của anh về. Ngày mai là Goza sẽ quay về tiệm hoa, không làm ở đây nữa. Cô có một món quà siêu to khổng lồ tặng cho anh. Cũng tính là tậu thêm con Porsche mà nhà Tham thừa rồi nên có mỗi tấm thân và đôi môi mềm tặng tạm làm quà. Hai đứa tình thương mến thương mà ta nói sặc mùi kẹo ngọt. Tới chiều, Goza về nhà đã thấy Jen đứng trước cửa. Nhìn mặt anh tái mét là cô hiểu có biến liền. Mọi thứ trong nhà đang bị chuyển hết ra ngoài. Người đứng sau ra lệnh dỡ bỏ căn nhà không ai khác chính là chị mẹ phú bà của Tham. Bà còn gọi điện tới hẹn cô ra nói chuyện thương lượng. Vừa hay Tham chạy đến giật lấy điện thoại xanh chín với mẹ một trận. Bà cũng chính thức tuyên chiến mình đã cho Goza thẻ đỏ nên đừng nhờn với bà. Goza không còn chỗ để ở nên cậu ga cho cô ở căn phòng sau tiệm hoa. Nó để trống lâu rồi với lại cậu cũng coi Goza như cháu mình. Tham chỉ chờ đúng câu này rồi cho anh em dọn đồ nội thất các thứ đến. F4 thật lòng muốn giúp vì cuộc chiến sẽ khốc liệt hơn những lần trước rất nhiều. Đúng chuẩn một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại vẫn là ba cây. Nhưng nhiều người xuống tay là có phòng đẹp nha. Tham chơi lớn không về nhà mà qua ở ké chỗ Gen. Còn Goza cũng đã quyết tâm cho mẹ anh thấy mình sẽ không bị quyền lực của bà hạ gục. Chỗ hai đứa chuẩn bị làm chuyện đại sự thì hội anh em bạn gì nhảy ra phá đám. Nói chung là ngày đầu tiên đã tạm ổn áp, mọi người đều có giấc ngủ ngon. Hôm sau, Tham qua tiệm hoa giúp Goza thì trông thấy Bắc Du,
mẹ anh đã đuổi việc bà ấy. Jen đoán ra được mẹ Tham làm như thế là để nói rằng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Quả nhiên biến lại tới, toàn bộ tài khoản ngân hàng của Tham đều bị đóng băng. Trong giới kinh doanh đang đồn ầm lên mẹ anh định tước quyền thừa kế tài sản của cậu ấy. Cửa hàng hoa và cả công việc của bố Canning đều bị ảnh hưởng. Lúc này Tham nhớ tới lời bác Du dặn anh, cho dù có thêm chuyện gì thì cũng phải tuyệt đối đừng dao động. Goza không thể chịu thêm được nữa mà chạy đến tìm chị mẹ phú bà. Cô nhận mình thua nhưng Tham sẽ thắng bởi vì anh đã thay đổi. Đột nhiên bà ấy xin lỗi Goza và hứa sẽ bù đắp sau những chuyện xấu mà mình đã làm. Nhưng bà muốn nói cho cô nghe một chuyện quan trọng có liên quan đến cuộc đời Tham và việc tiếp quản tập đoàn. Nếu như bây giờ bà trao lại quyền thừa kế cho Tham thì bị kẻ khác nghiền nát là điều khó tránh khỏi, bởi tập đoàn có rất nhiều kẻ thù. Bà biết Tham cũng đã nhen nhóm ý định thay đổi cách vận hành, nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Bởi vậy bà phải chơi ván này để có thể giúp con trai trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thế nhưng khi Tham đủ chín chắn, bà vẫn chưa thể buông tay. Vì còn một điều Tham chưa biết, nó nằm trong tờ giấy trên bàn. Quan trọng nhất là bà cần Goza giúp một tay. Không biết đó là chuyện gì, chỉ thấy Goza thất thần rời khỏi nhà và hẹn Tham ra ngoài. Hai người tới nơi đầu tiên hẹn hò hâm nóng tình cảm, tâm sự tuổi thanh xuân về cuộc đời tương lai con em chúng ta. Trời vừa đổ mưa cũng là lúc Goza thực hiện lời hứa với chị mẹ. Cô nói dối rằng mình đã nhận lấy ngân phiếu với số tiền khổng lồ, đổi lại hai đứa phải chia tay. Nhưng thật ra tờ giấy mà Goza đọc là kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối của mẹ Tham. Bà muốn Goza giúp mình đẩy nhanh quá trình rửa chiếu mới của Tham, biến anh thành con người từng trải, tàn độc như trước kia. Đó là cách duy nhất để tập đoàn có thể trụ được dù không có bà. Người có thể làm chuyện đó chỉ có Goza mà thôi. Hết cách, Goza chỉ có thể vào vai xấu, biến mình thành cô nàng đào mỏ. Nói dối rằng tình cảm của cô chỉ là thứ giả dối. Đau lắm khi phải nói ra những lời này nhưng thật sự là cô hết đường đi rồi. Cú sốc đầu đời khiến Tham không thể chấp nhận được. Goza gỡ chiếc dây chuyền trả lại anh rồi chính thức đường ai nấy đi. Goza lên tàu rời khỏi thành phố, bác dù biết nên đã ra tiễn cô. Goza mà bà quen sẽ không ngừng chiến đấu và bà tin vào điều đó. Con bé lên tàu, chiếc hộp dây chuyền rơi ra, cô đã nhặt lại nó và đem theo mình. Còn Tham quay về theo học kinh doanh, kế hoạch thành công, chị mẹ cười nhẹ nhõm vì mình diễn quá đỉnh. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo của nó, F4 bắt đầu cuộc sống đại học, cửa hàng hoa mở cửa trở lại, tem F4 chơi lớn tặng cậu ga nguyên con xế mừng khai trương hồng phát. Tham thì đã bắt đầu làm việc ở công ty, từng bước tiếp quản tập đoàn. Tính cách của anh ngày càng giống phong thái của mẹ làm TA cũng bị ngộp. Jen vẫn không ngừng tìm kiếm Goza mà chẳng có tung tích gì cả. Không chỉ Jen mà MJ cũng hoạt động hết công suất. Cuối cùng thì Jen cũng đã tìm được chỗ Goza ở. Gọi Tham chả chịu nghe nên anh phải tự thân vận động đem thông tin qua tìm. Goza chọn cho mình một cuộc sống ở quê trồng rau nuôi cá bên cạnh bố mẹ. Tuy có khó khăn nhưng nó giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng bình yên. Người ta thường nói, cuộc sống đôi khi là thượng đế đóng một cánh cửa trước mặt ta, đồng thời cũng đóng luôn cánh cửa khác. Và còn thả chó nữa, bác của Goza ôm nợ bỏ trốn, báo hại bố cô phải gồng lưng lên trả giúp, vậy nên Goza đang rất khó khăn. Tham nghe xong lạnh lùng coi như không liên quan đến mình vì vẫn nghĩ rằng Goza rời bỏ anh vì tiền. Nói câu nào là Jen chỉ muốn táng vỡ mò anh câu đấy và cuối cùng thì Jen nâng anh thật, sau đó là tức giận bỏ đi. Ở chỗ Goza, cô đang bị mọi người đến xiết nợ. Những lúc như thế, con bé vẫn ôm hy vọng Tham sẽ tới cứu mình, chỉ là đời nó và cô cái rõ đau, người xuất hiện là Jen sói ca. Anh bỏ tiền túi giúp nhà cô trả nợ giải vây, anh còn chưa nói đến, để làm gì Goza đã đáp câu xanh dần mình sẽ không theo anh về đâu. Chỉ thích nhanh nhảu hơn người vì Jen đâu có ý đó, anh bây giờ chỉ muốn có thứ bỏ bụng chứ lái xe chục tiếng bụng dính hết vào lưng. Rồi, mấy ngày sau đấy, Jen ở lại enjoy cái mù mừng, cùng giúp nhà Goza nhặt quả đi bán. Con bé cứ cau có nói anh sẽ không chịu được thêm, vì đem quả ra bán còn cực hơn. Ai dè hàng vừa bày ra đã hết sạch vì rửa quá đẹp trai, sầu riêng cũng cao ráo nên nháy cái đã hết sạch. Đổi lại anh muốn hai chị em đi chơi. Sống ngay gần biển mà chưa từng thấy Goza, dành thời gian cho mình nên nay là cơ hội tốt để đi xả xỉ chết. Tới tối, Goza thức dậy mà chẳng thấy Jen đâu. Gọi hỏi thì thấy anh gọi ra ngoài gặp mặt, anh đang đứng trước cổng chợ. Jen đã suy nghĩ kỹ rồi, anh cần phải giúp Goza thấy được lòng mình. Con bé dối lắm nhưng cô không thể quay về như trước kia bởi cô sợ. Jen hiểu điều đó, vì cô vẫn chưa quên được Tham. Với cô Tham mới là nhà. Anh đưa cho Goza xem chiếc video gay cấn. Người bị bịt mặt chói tay đó là Tham. Anh bị bắt cóc ư? Đúng vậy, nhưng là bị F4 bắt. Chiếc video này sẽ giúp Goza trả lời được câu hỏi ban nãy, chỉ cần xem tiếp thôi. Lần này hai thằng phải lên lớp một lượt, từ kinh doanh đến tình yêu. Suốt một năm qua, Tham đúng là học được cách trưởng thành nhưng lại đi theo xu hướng tàn độc, như cái cách mà mẹ anh muốn. Bà ấy cũng đã lên kế hoạch thâu tóm nền kinh tế. Hai đứa chỉ lên lớp sương sương thôi, còn người quyết định vẫn là Tham. Cũng may là não còn tiếp thu được nên hiểu mà quay đầu. Chuyện tình yêu thì khỏi phải nói, anh vẫn chưa quên được Goza mà con bé lúc này cũng đang khóc bù lu bù loa. Jen bật mí thêm về chuyện ung thư, tất cả chỉ là lời nói dối của mẹ Tham. Sức bà ta vật trâu còn đổ lấy đâu ra ung thư giai đoạn cuối.
anh cũng đã kiểm tra hết hồ sơ khám bệnh, tài liệu bệnh viện năm nào anh cũng kiểm tra. Gò ra ngỡ ra sao mình lại dễ bị lừa đến như thế cơ chứ. Phép thử của F4 đã thành công giúp đôi bạn trẻ Gò ra kéo gen về ngay và luôn trước khi quá muộn. Bốn người gặp nhau trước cửa công ty nhà Tham, cuộc họp bên tập đoàn bắt đầu. Tham đã dùng hết một đêm thay đổi toàn bộ chính sách, nói sơ sơ thì nó đi ngược lại với cách cũ mà mẹ Tham muốn làm, nhưng nó giúp được cả tập đoàn của anh và các công ty khác. Kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết cứ ngỡ không được ai ủng hộ, thì đến phút thứ 90, thành công mỹ mãn. Việc tiếp theo phải để Tia giúp còn anh phi thẳng đến chỗ tình yêu, thế nhưng trên đường đi Tham va phải một người bịt mặt, thấy mùi không ổn anh lập tức quay về chỗ mẹ. Quả nhiên hắn ta rút dao định xiên bà một cái. Tham lao tới đỡ hết về mình ăn trọn con dao vào ổ bụng gục ngay trước mắt mọi người. Đến tận khúc này mẹ Tham vẫn không muốn thay đổi cách nghĩ mặc kệ Tia, khuyên bà lòi cả bàn họng. Tham thì hôn mê mãi mới tỉnh lại nhưng mẹ anh cấm không cho một ai vào thăm. Não anh bị tổn thương nghiêm trọng làm cho ký ức 4 năm bị mất đi. Mẹ Tham đã lợi dụng điều đó tẩy não hướng anh theo con đường mà mình đã vạch. Khó khăn lắm Gò ra mới gặp được Tham, nhưng sự thật nó vả cho cô một đòn chí mạng, Tham hoàn toàn không nhận ra cô là ai. Tia chạy đến giải đáp hàng vạn câu hỏi vì sao cho Gò ra. Mẹ cô đã dừng việc điều trị với mục tiêu bắt đầu lại mọi thứ, đồng nghĩa với việc bà ấy đang xóa Gò ra khỏi cuộc đời Tham. Mẹ anh còn cho vệ sĩ canh chừng Tham mọi lúc, không để ai tiếp cận, ngay cả tem F4 và Bắc Du. Thế nhưng cũng chưa phải là hết cách, chỉ cần Gò ra gật đầu chốt đấu, việc lên kế hoạch cứ để bộ ba chiến thần lo. Nhờ có Bắc Du trong ngoài kết hợp Gò ra, thành công vượt rào vào nhà nhân lúc mẹ anh ra ngoài. Đây là thời khắc quan trọng chỉ có thể dựa vào chính sức của cô. Đời không như là mơ, mẹ Tham đã có sự chuẩn bị trước. Gò ra dùng chiêu tủ đạp anh một phát ngã sấp mặt, chửi một tràng. Đầu Tham đau, như búa bổ. Giây phút quan trọng mẹ anh quay về tống cổ Gò ra ra ngoài. Đã đến nước này, Gò ra chiến luôn với mẹ anh nhưng bà vẫn khăng khăng việc mình làm là tốt cho Tham. Gò ra không bỏ cuộc, cô đứng trước cổng dưới cơn mưa tầm tã đến mức rét run lên. Sự cố gắng sẽ được đền đáp, chị mẹ đi ra vì không hiểu tại sao Gò ra lại cố chấp như thế. Thời tới cản không kịp, Gò ra dùng chút sức của mình phổ cập cho bà một tràng giang đại hải, nói từ văn học sang toán số, nói từ bắc cực ngược về cực nam. Về những trải nghiệm mà Tham đã từng trải qua khi ở với cô, giây phút mẹ anh chuẩn bị mềm lòng thì Tham đi ra, anh như biến thành một con người khác điên cuồng đuổi Gò ra về. Khoảnh khắc nhìn vào mắt Tham, Gò ra thật sự thất vọng rời đi, còn Tham quay vào trong, anh nhặt được sợi dây chuyền rơi trên mặt đất, phép màu đã xuất hiện, mẹ Tham cho người mở cổng để con trai đi tìm hạnh phúc của anh. Tuy là chưa nhớ ra nhưng Tham vẫn cố đuổi theo Gò ra, càng tiếp xúc với cô, ký ức của anh dần trở lại, cuối cùng thì mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Nhìn thấy tín hiệu được phát ra từ Tham công khai mối quan hệ của hai đứa, mọi người đều bật cười hạnh phúc vì kế hoạch quá là thành công. 2 năm sau, Gò ra tiếp tục việc học còn dang dở, gia đình cô chuyển đến ở tiệm hoa vì nhà chưa sửa xong. Về phần Tham, anh đã sang Mỹ du học, vì ước mơ có thể điều hành tập đoàn nhà mình tốt hơn trước, công nhận là có trưởng thành hơn, nhưng về mảng ngôn ngữ mãi chưa dứt ra được khỏi biệt danh chúa tể ngôn từ. Những người còn lại trong F4 vẫn chăm chỉ thay nhau chăm sóc Gò ra, không muốn cũng phải làm thôi vì có người ngày nào cũng gọi tới dặn nghìn lẻ một điều, không nghe theo bị lột da đầu mất. Hôm nay là ngày thi cuối của Gò ra, trò chơi thẻ đỏ không còn, bắt nạt thì đôi khi vẫn tồn tại nhưng đã có tín hiệu tốt hơn. Nay có tiệc mà Gò ra phải ở lại giúp chuyển đồ. Có mỗi cái váy nhờ thằng em thôi mà cũng làm hỏng luôn. Lúc cô chạy đến thì tiệc tàn luôn rồi, đang ngồi bất lực thì nhặt được chiếc thẻ đỏ. Cô theo hướng dẫn đi đến căn nhà bỏ hoang, bởi vì người đưa thẻ đỏ đang chờ bên trong. Ánh sao ở trên màn hình, 10 giờ đêm rất là lung linh. Nhìn thằng bạn làm ăn chậm chạp, nói có câu mà dây dưa lòng vòng. Hội trai đẹp chui luôn vào ống kính lôi cổ Tham ra ngoài. Hoàng tử của đời em đã quay trở lại rồi đây, bất ngờ vẫn còn ở phía sau, chỉ với một cái búng tay, bữa tiệc bây giờ mới thật sự bắt đầu. Tham xuống gối khiến mọi người mong chờ, nhưng mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây cho anh buộc lại cái dây giày. Nếu không ngốc đã chẳng gọi là Tham, thành viên của đội F4. Một chàng trai bên ngoài lạnh lùng ngang ngửa mafia ham chơi, nhưng rất coi trọng tình bạn, dịu dàng ấm áp, gọi tên em dây. Kevin, anh chàng làng chơi playboy đào hoa, càng quen biết càng thấy anh tỉ mỉ và yếu đuối. Sâu thẳm bên trong là sự ấm áp. Tiếp theo phải là tình đầu không thể với tới của Gò ra. Chàng trai có máu nghệ sĩ, nhưng lại khoác lên mình vẻ bí ẩn không ai có thể đoán ra được. Hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, anh cũng là người hiểu Gò ra nhất. Người cuối cùng chắc chắn là anh chàng đã khiến cuộc sống của cô trở nên hỗn độn. Nhưng Gò ra có thể chắc chắn một điều, Tham là người cô gửi gắm hết đời này. Tất cả tạo nên một bộ phim siêu bon mắt không hay không lấy tiền. Bộ phim tới đây là hết mất tiêu rồi. Chần chừ gì mà không tặng chúng mình một like, đăng ký kênh cũng như đá ngay quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập phim hay ho hơn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và bye bye.